Thật bất ngờ, em Hồng thương thầm thầy giáo trong suốt 9 năm vừa qua. Hôm nay, ngồi tâm sự với mẹ đã nói hết sự thật trong suốt thời gian vừa qua. Câu chuyện như thế nào? Mời cả nhà cùng trò chuyện với gia đình nhé. Thì, dạ, kính chào cộng đồng mạng. Dạ. Con rất là cảm ơn. Thì bây giờ Hồng nó nói chuyện được rồi. Dạ. Nó đi nhập viện hết 2 tuần nay. Dạ. Thì 2 tuần nay thì lúc trước á thì nó uống thuốc của cô đó. Dạ. Nó cũng còn quậy phá hoài. Dạ. Ngày nào cũng gặp một cái món đồ. Thì thấy vậy hoài, bây giờ đi nhập viện. Nhập viện được 2 tuần nay nó cũng nói chuyện lại được, thấy cũng được khoảng 40% rồi. Dạ, mấy Hồng nói chuyện được mấy ngày rồi, từ đi nhập bệnh viện đó? Cũng 4 ngày nay. Có 4 năm nay, 4 năm ngày nay hả? Ừ, à, giờ đi nhập viện chỉ là uống thuốc đó là hiệu quả rồi đó. Dạ. Đó, vậy theo cô mừng hả, được không? Dạ, mừng. Đúng rồi. Đó, mình trông chờ từ đó giờ là được mấy Hồng được nói chuyện được bình thường giống như người ta rồi, thì thấy cũng khoảng được 50% rồi đó cô ha? Dạ. Ừ. Rồi còn như tôi thì nằm bệnh viện hết 26 ngày rồi. Cô nằm ai trước? Trước. Dạ. Tôi nằm trước rồi vừa về được 2 ngày thì nó cứ vậy hoài, rồi đầu đem đi bệnh viện luôn. Dạ. Bây giờ tôi được về 2 ngày, hoặc tới Hồng đi nhập viện nữa. Dạ. Thì cũng trong khi tôi nhập viện thì cũng rất là khó khăn. Dạ. Tiền bạc không có. Dạ. Bây giờ tới Hồng nữa, tôi cũng có bảo hiểm, cũng nhờ nhà nước cho. Dạ, để dò xuống Hồng. Hồng thì không, để dò xuống con, để dò xuống em. Ừ. Hồng thì cũng có bảo hiểm nhà nước cho, mà yeah. Cũng có khi đi mua thuốc nữa. Ừ, thuốc riêng ha. Bác sĩ nó kêu mua, ở trong đây không có, thì yeah. Phải đi mua. Như vậy đó, rồi bây giờ cũng rất là khó khăn. Dạ. Rồi giờ còn có ba nó, đâu có đi làm được, giờ giữ Hồng, tôi thì ở nhà chưa đi làm được. Dạ. Nhưng nó còn mệt hoài, nó yeah. Có sức khỏe. Mà tụi con thấy cô cũng mặt cũng xuống mà ốm nữa mà bệnh luôn. Dạ. Ừ. Rồi bé Hồng á, còn nhớ đập đồ đập mẹ không? Có chửi mẹ còn nhớ không? Quên hết rồi. Không nhớ à? Bữa hổm thì đi tôi đi thăm nó thì nó hỏi nó dòm hoài nó à. Nói má hết bệnh chưa? À. Đó, lần đầu tôi đi thăm nó thì nó nói chuyện gì đó thì nói chuyện được luôn lúc đó à, lúc đó hả? Ờ. Tôi thăm nó đặng á, cái nó nói vậy tôi mừng quá chừng luôn. À. Đó là vậy. Ừ. Tôi mới thấy hai ba bữa nay là nói chuyện cái gì được rồi cũng ngồi gần được. Ừ. Lúc đó là không dám ngồi gần luôn hả? À? Không cho hả? À? Không phải không cho mà ngồi lại gần nó thì cái tay nó đánh làm tới. Sao vậy không? Đẩy giò xuống, đẩy giò xuống nha. À, đẩy giò xuống. À. Giờ hết rồi. Bây giờ hết nha. Đó hết rồi. Rồi thương mẹ không? Thương không? Thương không? Thương nhiều không? Thương nhiều ạ. Bệnh gì? Ừ. Đó, người ai chăm sóc em nhiều nhất nè, mẹ cha nè. Đó, lo lắng cho em từng miếng ăn, từng miếng cơm, từng tắm rửa luôn. Thay đồ luôn, còn nhớ không? Hả? Hãy nhìn, nhìn nè. Con gái rồi. Ừ, nói chuyện đi. Có nói với mẹ kìa. À. Thích thì nói chuyện, thích không nói nha ha. Rồi chút đi nhập viện nữa ha. Đi không? Mừng cho hết bệnh đi. Đó. Thấy cũng tội ha cô ha. Rồi không có điện thoại luôn. Có, tôi thì gán giữ lại còn. Rồi ba nó thì đưa cho nó chơi. Ừ. Giờ bể rồi. Tiền bao nhiêu tiền hay không? Bao nhiêu? Nhiêu? 50, 50 đó mua vàng nè. Mua vàng. Thích uống trà sữa không? À. Quá trời cả nhà ơi, thấy bé Hồng nói chuyện mình cũng mừng. Chưa gì nữa đòi đi bằng công ty nữa ha. Như kia kìa đòi cũng bớt bớt vậy đó, cũng đang thuốc cái đòi đi, không cho đi, nó căng lên rồi phải cho đi. À. Đi đường tháng cái đầu nó hết biết cái gì luôn. Nữa, bây giờ quan trọng là bây giờ nè, ừ. Nó có
Mạnh Thường Quân nào mà nhìn thấy Hồng á, nếu mà giúp đỡ cho Hồng cho vượt qua khó khăn này đi, coi như cho Hồng chị chừng nào hết tỉnh táo, thiệt là tỉnh táo một vài tháng gì đó, thấy cảm thấy được hãy cho đi làm. Dạ. Bây giờ chưa gì mình mới hồi phục chút mới xíu, nhằm khi đi làm nó bị dạ. trở lại nữa. Nói chưa mấy gì ổn định đâu, chưa có suy nghĩ nói chị ổn định. Nó ngáp nữa kìa. Phải uống thuốc á, sáng là uống thuốc. Thuốc ngủ. Người cô bệnh 20 mấy ngày nay nằm bệnh viện luôn. Về cũng 10 mấy ngày. Dạ, 10 mấy ngày nay về nhà thấy trong mình còn khỏe không? Thấy mặt cô thì... Mệt hoài, không có sức khỏe nữa. Dạ, thấy quá ốm. Dạ. Ba người luôn. Lúc mà tụi con lên ghi hình á, thấy cô còn đã đỡ, chú còn đã đỡ. Bây giờ thấy ốm, Hồng cũng ốm nữa. Hồng đâu được 45kg đâu, Hồng chắc cỡ 40kg dữ lắm rồi. Cỡ 40kg trở lại à. Hồng gắng ăn nhiều nhiều nha. Nghe thì làm tay, gắng nhiều nhiều đi để có thịt có da với ta chứ. Đừng để ốm quá, ốm quá không có người thương đâu à. Biết không? Rồi theo của cô nè, cô có mong ước được một số tiền để tiếp tục không? Bởi hiện tại cô còn đủ khả năng? Hết rồi, đâu có khả năng nào. Dạ, cô không khả năng à? Dạ. Cũng như có năng lực đi mượn dây hết mấy. Dạ. Không có tiền. Rồi chú bây giờ làm không được nữa, cô thì cũng đi không được bệnh nữa, rồi Hồng bệnh nữa, rồi thêm con của cô đó có tiền cho mình mượn đi tiếp theo như thế nào không? Con gái của mình đứa thứ hai á. Nó, cái tay nó cũng bị đau nữa, rồi nuôi con nó nữa. Nó cũng lại không được, không có gửi đồng nào luôn. Không có tiền luôn ha? Không có tiền nữa. Dạ, bên kia người ta lo gia đình ta nữa, bên cô... con của cô bên kia cũng nó ở bên Sài Gòn, nó ở trên Sài Gòn á, nó mướn nhà trọ ở đó. Cũng tháng cũng 2 triệu mấy tiền nhà trọ rồi. Con nó uống sữa nữa, đâu có bú sữa mẹ đâu. Dạ. Yeah. Làm thì nó đủ lo gia đình nó mà. Bây giờ người ta lo gia đình rồi, với nó giàu có đỡ, bên kia cũng khó khăn hả cô? Khó khăn nữa. Dạ. Yeah. Rồi có biết Hồng mấy chuyện chưa? Bên... Chưa nữa. Dạ. Xong điện lại sao cô? Điện lại thì cũng không có gặp Hồng nữa. Mà cũng chưa có nói là Hồng đi nhập viện hết 10 mấy ngày vậy rồi. Chứ chắc nó cũng có tiền có gì đâu, rồi nó cũng đến thân vậy. Bữa nay sẵn này Hồng nói chuyện được, cô hỏi hồi đó có yêu thương thầm thầy giáo không? Hả? Có không? Có. Phải không? Có không? Không nhớ không? Có, nói sự thật. Bữa nay nói chuyện được rồi, nói luôn đi. Nói luôn đi không? Nói sự thật ra chứ mình hết. Mình nhẹ ra rồi. Không có gì giả đâu. Không có à? Dễ thương ai? Đây không có, tao cười. Không có thương ai bây giờ? Hồi đó mình thất tình nè. Có thất tình không? Không phải đâu, yêu đơn phương. Yêu đơn phương có không? Có. Nói đi, người cái trọng tâm mình nó hết rồi, nó tôi lỗi rồi. Có, dấu nè. Yêu đơn phương. Đi làm cái thấy là cái yêu vậy đó. Lúc đó yêu ai? Yêu gà. Hả? Yêu gì? Yêu gà. Gà gì? Gà trống. Gà trống. Gà gì nói vậy? Phải, gà trống như thế nào? Hả? Yêu đơn phương gà trống ha. Còn dấu nữa ha. Dục dép xuống sông. Rồi sao nữa? Đi dục áo khoác xuống sông luôn. Với lại dục cái áo xanh áo hồng dưới sông luôn. Rồi sao nữa? Đi dục quần nhỏ của mẹ dưới sông luôn. Còn dấu nữa ha. Với lại yêu lệnh. Có người ngủ cái thấy lệnh cái yêu vậy đó. Yêu đơn phương. Có thương thầy giáo thiệt không lúc đó? Thầy giáo là yêu đơn phương, yêu lệnh là yêu thiệt.
À, thầy giáo là yêu đơn phương. Rồi yêu ai yêu giả. Rồi yêu ai mà yêu mà thầy giáo đơn phương là người sau là sao? Viết thư đại à, vậy là viết thư rồi. Hồi đó thương thầy giao thiệt, thầy viết cái thư đó đại đó là yêu đơn phương phải rồi à, là vậy đó. Ừ. Thư đó còn không, nhưng mà yêu lệnh là yêu thiệt, cưới lệnh thì cưới thiệt, cưới chưa thì từ từ cưới. Lệnh nào, lệnh nào ai mà biết, ai cho biết không à, biết mặt chứ. Ờ, biết mặt tao bị danh tí vậy đó biết chứ. Nói chuyện yêu thương vậy đâu. Vậy là có rồi, có viết gì? Vậy là có viết giấy mà bữa cô đọc đó. Con chị nó không được. Vậy là biết rồi, vậy là phải rồi. Lúc đó là học cấp mấy không? Cấp 2 phải không? Thì học lớp 9 nè. Cấp 2 quen với thầy Phước. Là ổng là thầy giáo, ký của mẹ đó mà. Đó. Thầy Phước đó. Thầy Phước là cái thầy... Đại môn gì? Dạy môn thể dục. Viết thư, viết bài, viết nhạc. Viết nhạc nhật ký của mẹ liên quan đến thầy Phước. Sao đâu có thầy Phước làm gì đâu. Phước già, thầy Phước có vợ, con hả? Hồi chưa có vợ, có yêu đơn phương không? Hồi đó có yêu đơn phương không? Lúc đó thầy Phước chưa có vợ hả? Thế không? Chỉ là ngay vậy đó. Thằng chi trầm cảm mấy chục năm nay bây giờ thấy khỏe đó. Bây giờ cái đó quá khứ bỏ ha. Có nhớ nữa không? Thế? Còn nhớ nữa không? Bây giờ ta có gia đình này đừng nhớ nữa ha. Trời ơi, có yêu thằng khùng quá. Dễ yêu ai? Yêu lạnh trong giấc ngủ. Yêu trong giấc ngủ. Là nằm mơ. Yêu trong giấc mơ. Bây giờ mấy cái đó quá khứ rồi. Bỏ ha. Bỏ hết đi, nói trong cộng đồng mạng. Bỏ hết rồi con làm mới lại đi. Coi như cuộc đời mình bây giờ tỉnh táo mình thay đổi lại hết. Mình gửi với con á, nên ta thấy ta thương. Có duyên với con á. Ta thương ta mới gặp được, nó có duyên với nhau được. Rồi mình yêu đơn phương, mình không có duyên với nhau, không có thương được đâu. Mình bỏ ra hết. Đó. Vậy giấu cũng mấy chục năm nay đó. Hồi mấy tuổi, yêu đơn phương mấy năm rồi. Hồi học cấp 2 là mười mấy tuổi. Hồi đi học không có yêu ai đâu. Sao chị hai nói? Còn biết thương nhiều lắm mà, hai miếng mà. còn nhớ cái bài thư đó là bài thư viết gì nào? Nói đi, viết gì? Viết nhạc đó mà. Viết nhạc à, nhạc gì nói đi. Nhạc trẻ. Nhạc trẻ, rồi bài gì? Nhiều bài lắm nhớ. Bài có viết... Thôi mình đi ba. Bài đi đi đâu? Yêu cái bài, có đi cái bài yêu đi bình dưỡng hả? Mát trà sữa uống nha. Hay uống trà sữa ha. Chúc Bình Dương dắt đi. Bây giờ nói cho anh nghe nè, mình ghi nhạc nhiều, có ghi cái nhạc bài là bài yêu đơn phương không? Không có. Vậy là chú Tính này nói bậy về đúng không? Đâu có, không nói yêu đơn phương ai đâu, hát không hát? Có, nó tin. Đâu có đâu, yêu trong giấc mơ. Đúng không? Hình như Hồng hình như hát bài gì yêu trong yêu đơn phương hoặc bài gì quên này, yêu trong giấc mơ hay gì đó có luôn hả? Ủa em biết hát Kim Anh ca nó đi trong mưa gì đó, trong mưa đó tận từng lâu nữa à. Má ưa bài tiếng quỷ cầm rồi má đem lại rồi à. Không có đâu má đem lại bài yêu trong rừng lạc xa nữa. Má đem lại bài mưa đá tặng nữa à, mưa đúng rồi đó bài đó đó biết được không? Không má đâu biết làm biết gì đâu. Biết chứ bạn biết. Bài đó là bài viết. Trời mưa đó tận từng lâu quá má nghe hát bài em biết. Biết hát không? Không. Còn nhớ bài đó không? Còn thuộc không? Thuộc bài đó không? Thuộc mà. Thử hát cho chưa? Thử bật lên ra, bật cái Hồng hát nha. Nè. Hát
được mà. Hát được ta. Được. Bài gì Hồng nói nãy bài gì? Cười ghê. À, bữa nay vui tin nhà ơi. Bài gì cũng mưa đã tặng nè. Ừ, má ở nhà má Hưng mở cái bài này nghe đó mà không, má đâu biết hát cái đó đâu, cái đó nhạc trẻ má không biết hát. Bài Tôi Là Tôi đó. Tôi Là Tôi đó. Đó, má có hát cái đó. Rồi Hồng bữa nay cũng thấy phát triển đỡ hơn nhiều, đỡ nhiều. Đỡ, dạ. Nhiều yêu cầu nói chuyện được với tâm sự với gia đình được, từ từ Hồng trở lại như xưa. Ừ. Sau này Hồng có tương lai lại. Ừ. Muốn của Hồng muốn sau này hết bệnh muốn làm nghề gì không, muốn học nghề không hả, muốn học nghề không, nếu hết bệnh á biết nghề thứ mới làm công ty. Công ty mình cũng làm mướn cho ta, bây giờ mình học nghề không kìa, muốn học nghề không, sau này mình ra mình tự làm ở chỗ mình làm đấy, học nghề online đi, nhớ online là gì, nó biết bấm điện thoại hay á. Hồng á, rồi đó đưa lên Facebook hả, cái gì Zalo vậy, tôi đâu biết làm, ra có mã nghiệp chăng. Thôi rồi, Hồng đập hết rồi. Hồng đập hết rồi. Hỏi cho má nghe. Ừ, của chú đi. Ừ. Mở ra chú. Mọi người đừng gấp, phá nghe. Không, biết rồi. Biết rồi, đòi uống gì không?